Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Vũ Lít. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng reaction một ca khúc mang tên là Cô ấy sẽ không yêu anh như em của Thu Minh. Trong đây có sự hợp tác của Piu Piu và Hip Ly. Trong đây mình biết Thu Minh với cả Piu Piu, còn Hip Ly thì mình không biết. Và cái bản audio của cái MV ở đấy thì mình đã nghe rồi. Cô Thu Minh hát cực kỳ hay luôn. Tuy là mình muốn xem cái MV bởi vì có sự đóng góp của Piu Piu nữa. Anh Piu Piu thì hôm nay mình sẽ nghe và cảm nhận xem nó thế nào nha anh em. Thì mình đã chỉnh sẵn lên 4K rồi nè. Dạo đây là các tác phẩm âm nhạc của các ca sĩ luôn luôn được chỉnh chu các bạn ơi. Luôn luôn là 4K các bạn ơi. Để mình nghe thử xem nào nha. Mình thích reaction mấy cái MV mà nó có cốt truyện đấy các bạn. Ok. Đây là Hip Ly đúng không? Mình cũng không biết. Đẹp trai thế. What? What? Đừng nói mình. Ai? Vãi. Ôi bạn nữ ơi xinh thế. Em Piu Piu đẹp trai quá. Vẫn biết yêu nhiều ngu ngơ, vẫn biết xa là nhớ, vẫn biết đau vì những bất ngờ làm ta thương bao đêm vu vơ. Hát hay quá. Đã có lúc tin bên nhau chỉ là mãi mãi, đã có lúc yêu như ta chẳng thể. Mình chưa hiểu câu chuyện nó như thế nào các bạn ơi. Lúc đã xa rời, chẳng kịp cho con tim quen với những chơi vơi. Về bên người mới, cô ấy chưa biết lúc anh cười vui, quan tâm những lúc anh không ngược xuôi. Chẳng cần lo lắng. Hát hay quá. Để làm sao với trong thơ trong anh từ giờ thiếu. Tại sao cái chàng trai này có trong câu chuyện này nhỉ? Dù buồn hay vui cứ sống trong lòng, cô ấy sẽ không sẻ chia được đâu. Đừng tìm em những lúc anh đang buồn sâu. What? Mình không hiểu cái chàng trai này sao lại xuất hiện ở trong cái câu chuyện của hai người này trong căn nhà này luôn. Vẫn biết xa là nhớ, vẫn biết đau vì những bất ngờ làm ta thương bao đêm vu vơ. Đã có lúc tin bên nhau chỉ là mãi mãi. Nghe bài này ra diết quá. Có lúc yêu như ta chẳng thể phôi phai, đến lúc đã xa rời, chẳng kịp cho con tim quen với những chơi vui. Nhây vãi. Nhây người mới vãi mắt nhây luôn. Chưa biết lúc anh cười vui. Ui cái quạt này hình như cái quạt này hình như nhà mình có một cái quạt cũng bị hệt vầy luôn đấy các bạn ơi, mà mình không nhớ cái quạt này nó hiệu gì á. Bạn nào nhớ cái quạt nó hiệu gì không, có thể nói cho mình biết được không nhở? Cái quạt này nhìn quen lắm, hình như nhà mình cũng có một cái quạt như này hồi lâu rồi. Lâu nhà mình có cái quạt như thế này các bạn ơi. Mình nhìn nó quen lắm. Không biết là cái quạt nó hiệu gì nhỉ? Bạn nào biết cái quạt này hiệu gì có thể nói cho mình biết với nhá. Quan tâm những lúc anh không. Anh Piu Piu lại cứ rúc đầu ở đâu ấy kìa. What the hell? Mà cái quạt này quen lắm ấy các bạn. Ngược xuôi. Mình vẫn chưa hiểu cái câu chuyện. Cái bài hát thì cực kỳ da diết luôn các bạn ơi. Từ giờ thiếu em, dù buồn hay vui cứ sống trong lòng, cô ấy sẽ không sẻ chia được đâu. Đừng tìm em những lúc anh đang buồn sâu. Chắc mình phải xem hết cái MV này mình mới có thể hiểu được cũng cái cốt truyện
của cái story của cái MV này. Về đâu, vui hay nước mắt sẽ rơi ngày sau ở bên cô ấy, để ngày mai anh thấy thiếu rất nhiều. Giờ đã mất em, dù buồn hay vui anh hay chẳng thể yêu từ đâu. Sao cái anh chàng này lại xuất hiện ở trong câu chuyện của hai người kia? Sẽ chẳng thể yêu như em từng yêu. Ngày thứ 1000. Giờ đã mất em, dù buồn hay vui anh hay cố giấu cũng... À, vậy là hết rồi đúng không? À, vậy là mình cũng bắt đầu gọi là hiểu một chút về cái cốt truyện rồi. Nếu như mình nói sai thì các bạn thông cảm cho mình nha. Thì đầu tiên là anh Piu Piu với cả là anh này đang yêu nhau. Thì hình như là có một cái chuyện gì đó thì anh Piu Piu phải đi đâu đó. Thì trong cái chuyến đi đó thì như vô tình quen được cái bạn gái kia, sau đó là yêu bạn gái kia luôn. Còn anh chàng này thì vẫn vẫn chờ người yêu của mình là anh Piu Piu. Và chờ anh trở về đến 1000 ngày nhưng mà anh vẫn không về các bạn ạ. Đấy, vì anh này đã có tình yêu mới rồi, một tình yêu với chiếc quạt. Đó. Và đây là một tình yêu rất đẹp nhưng anh Piu Piu đã phản bội người yêu và đi với một cô gái. Wow, đây đúng là drama các bạn ạ, drama version, đúng drama luôn. Sau khi mà mình nghe xong cái ca khúc ở đấy thì mình cảm thấy nó hay bởi vì cái giọng hát nó cực kỳ da diết luôn. Mình rất là thích cái giọng hát của cô Thu Minh bởi vì nghe nó gọi là mình nói chung là mình không đủ đẳng cấp cũng như là không đủ trình độ để có thể nhận xét được cái giọng hát. Mình chỉ biết là nó hay thôi, là mình nói là nó hay. Còn chủ yếu là mình muốn nhận xét về cái cốt truyện ấy. Cốt truyện của cái này ấy, thì mình thấy cái cốt truyện nó cũng khá là hay, chưa thấy lần nào ở trong bất cứ cái MV nào luôn. Rất là hay, với cả là mình rất thích cái quạt. Không biết cái quạt này kiếm đâu ấy nhở. Hồi trước mình nhớ là nhà mình có một cái quạt đi hệt như vậy, bây giờ mình hoài niệm quá. Cái quạt này kiếm đâu ra nhỉ? Đây. Mình rất là muốn biết cái quạt này đâu ra. Bạn nào biết cái nhãn hiệu của cái quạt này thì có thể nói anh biết với nha. Mình rất là cần từ đã. Mỗi tuần Coffee Joy mua ngay chúng qua thanh điệu. Để mình bỏ qua quảng cáo đây, mình sẽ tìm cái khúc cái quạt đây. Bạn nào biết cái nhãn hiệu của cái quạt này ấy, thì nhớ nói cho mình biết với nha, bởi vì mình rất là mong chờ cái người nào biết cái info cái quạt này, ai biết info cái quạt này có thể comment bên dưới để mình biết nha. Mình rất là cảm ơn các bạn đó. Ok, và cái buổi reaction đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn thấy thích thì đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Bạn nào mà muốn mình reaction ca khúc nào nữa thì các bạn cứ comment bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.